vợ quá khứ. Chồng đưa thiếu lương. Em, nhường hai của anh. Bao nhiêu đây? Anh đã tiêu gì mà thiếu tiền thế này? Thế 2 triệu ở đâu? Thế mỗi tháng là 10 triệu cơ mà. Chồng đưa đủ lương. Được 10 triệu cả. Tháng nào cũng 10 triệu thì làm anh thì tăng lương. Chồng đưa thừa lương. Đó, đưa mấy của chồng. Nghe phải hớn hở nhờ. Thôi dư 2 triệu. Ừ, anh được thượng thế. Thế còn thấu đồng nào nữa không đưa đây? Còn gì mà đâu. Vợ hiện tại, chồng đưa thiếu lương. Đây, đưa hai của anh này. Thế chồng có việc gì tiêu hả? Ừ, anh rửa sửa cái xe nó bị hỏng. Thế chồng cầm thêm tiền mà tiêu, còn tháng này sẽ lên bé nữa. Chồng đưa đủ lương. Ừ, sướng đó. Eo ơi, ừ. Chồng vất vả quá. Tháng nào cũng đưa đủ cho em 10 triệu. Cảm ơn anh. Ừ, giá xứng đáng mà. Chồng đưa thừa lương. Cảm ơn anh. Ừ. Ồ, thế chồng được thưởng à? Ừ. Ôi, thế thì chồng vất vả lắm, được thưởng cái này thì chắc vất vả lắm đấy. Chồng em mà lại. Thế chồng cầm cái số dư này ra, chồng thích mua gì thì tiêu đi. Em cầm này, thích mua gì mua. Cảm ơn anh.